Nếu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đối với các hữu tình phải hành pháp thí, nghĩa là nếu chưa chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đối với hữu tình nên cho tiền tài khiến họ xa lìa nghèo khổ, được an lạc ở thế gian. Nếu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đối với các hữu tình phải đem cho chánh pháp để họ xa lìa phiền não, được an lạc suốt thế gian. Như người phụng sự vua trước thì được y phục, nuôi sống vợ con, sau được lòng vua thì được hưởng nhiều tiền của châu báu. Bản thân mình và vợ con đều thọ hưởng sự phú quý, an ổn, khoái lạc. Bồ Tát cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cũng vậy. Tu hơn 100.000 hạnh khổ khó hành, trước thì dùng tiền tài bố thí cho các hữu tình để họ xa lìa sự khổ nghèo ở thế gian. Về sau khi chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, dùng pháp vô nhiễm dạy dỗ giáo huấn các hữu tình, giúp họ thoát khỏi các khổ sanh tử. Lại nữa, mãn từ tử, như hơn 100.000 các hữu tình siêng năng phụng sự vương tử suốt cả ngày đêm. Bấy giờ vương tử trợ cấp y phục, vật ăn uống, ngoạ cụ, vân vân. Sau khi lên ngôi vua, tùy theo công lao xưa, khả năng kham nhiệm mà ban quyền cao tước lộc, hoặc là chủ sự nghiệp, hoặc chủ núi sông, hoặc chủ thành lớn, hoặc chủ cửa ải, hoặc chủ làng xóm, hoặc chủ quân lính. Bồ Tát cầu trí nhất thiết cũng vậy, khi chưa chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, trước hết phải đem của cải cho hữu tình. Sau khi chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, tùy theo sự hiểu biết khác nhau của các hữu tình, dùng giáo pháp vô thượng dạy dỗ giáo huấn, làm cho họ an trụ quả A-la-hán, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả nhất lai, hoặc quả dự lưu, hoặc 10 đường lành, hoặc thắng vị Bồ Tát. Lại nữa, mãn từ tử, các Bồ Tát này cầu đại Bồ Đề, hành hạnh Bồ Tát, khi chưa chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm lợi ích lớn cho các hữu tình. Nếu khi chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cũng làm lợi ích lớn cho hữu tình. Sau khi niết bàn, cũng làm lợi ích lớn cho vô lượng vô biên hữu tình. Ví như vương tử chưa nối ngôi vua, làm lợi ích lớn cho các hữu tình. Nếu nối ngôi vua cũng làm lợi ích lớn cho hữu tình. Sau khi băng hà cũng làm lợi ích lớn cho hữu tình. Lại nữa, mãn từ tử, như người phụng sự vua tinh tấn đúng mực, trải qua thời gian lâu, bổng lộc cứ thế tăng dần. Bồ Tát cầu trí nhất thiết cũng như vậy, tinh tấn đúng mực, trải qua thời gian lâu dài, công đức cứ thế dần dần tăng trưởng. Lại nữa, mãn từ tử, các Bồ Tát này khi chưa chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, đem tiền của cho các hữu tình, nghĩa là dùng các loại y phục, vật ăn uống, ngoạ cụ, thuốc men và các tài vật khác, dùng phương tiện khéo léo hộ trì làm lợi ích hữu tình. Nếu khi chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, dùng chánh pháp hộ trì các hữu tình, nghĩa là dùng các pháp như bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa và vô lượng vô biên Phật pháp khác hộ trì lợi ích, hoặc dùng các pháp như niệm trụ, chánh đoạn, thần túc, căn lực, giác chi, đạo chi và vô lượng vô biên Phật pháp khác hộ trì lợi ích, hoặc dùng các việc phước nghiệp của thí, việc phước nghiệp của giới, việc phước nghiệp của tu và vô lượng vô biên thiện pháp thế gian hộ trì lợi ích. Sau khi vào niết bàn cũng làm lợi ích lớn cho vô lượng vô biên hữu tình, nghĩa là cúng dường xá lợi Phật, hoặc đối với chánh pháp vô thượng của Như Lai thọ trì đọc tụng, tu hành như đã thuyết, đều được lợi ích rộng lớn vô biên, nghĩa là được an lạc ở cõi trời người, hoặc nhập niết bàn, hoặc đại bồ đề an lạc rốt ráo. Mãn từ tử bảo xá lợi tử, đúng vậy, thật đúng như lời tôn giả đã nói, tôn giả đã thuyết đều đúng nghĩa, cho nên Như Lai ứng chánh đẳng giác nói tôn giả là bậc trí tuệ biện tài đệ nhất trong hàng thanh văn. Lại nữa, xá lợi tử ví như vàng ròng, thường lợi ích lớn cho hữu tình, nghĩa là chưa ra khỏi quặng, hoặc khi đã ra, hoặc biến chuyển thành các vật trang sức, hoặc đem ra bán đổi để mua vật khác, đều lợi ích cho vô lượng vô biên hữu tình, tùy theo sự ứng dụng của họ làm lợi ích lớn. Như vậy, Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát, khi chưa chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, làm lợi ích lớn cho các hữu tình, nghĩa là dùng tài pháp, tùy theo sự thích ứng của họ mà dùng phương tiện khéo léo hộ trì lợi ích. Nếu khi chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề,
chuyển pháp luân vi diệu làm lợi ích lớn, nghĩa là tuyên thuyết sắc uẩn thường vô thường vân vân bất khả đắc, tuyên thuyết thọ tưởng hành thức uẩn thường vô thường vân vân cũng bất khả đắc, tuyên thuyết nhãn xứ thường vô thường vân vân bất khả đắc, tuyên thuyết nhĩ tỷ thể thân ý xứ thường vô thường vân vân cũng bất khả đắc, tuyên thuyết sắc xứ thường vô thường vân vân bất khả đắc, tuyên thuyết thanh hương vị xúc pháp xứ thường vô thường vân vân cũng bất khả đắc, tuyên thuyết nhãn giới thường vô thường vân vân bất khả đắc, tuyên thuyết nhĩ tỷ thể thân ý giới thường vô thường vân vân cũng bất khả đắc, tuyên thuyết sắc giới thường vô thường vân vân bất khả đắc, tuyên thuyết thanh hương vị xúc pháp giới thường vô thường vân vân cũng bất khả đắc, tuyên thuyết nhãn thức giới thường vô thường vân vân bất khả đắc, tuyên thuyết nhĩ tỷ thể thân ý thức giới thường vô thường vân vân cũng bất khả đắc, tuyên thuyết nhãn xúc thường vô thường vân vân bất khả đắc, tuyên thuyết nhĩ tỷ thể thân ý xúc thường vô thường vân vân cũng bất khả đắc, tuyên thuyết các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thường vô thường vân vân bất khả đắc, tuyên thuyết các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra thường vô thường vân vân cũng bất khả đắc, tuyên thuyết địa giới thường vô thường vân vân bất khả đắc, tuyên thuyết thủy hỏa phong không thức giới thường vô thường vân vân cũng bất khả đắc, tuyên thuyết nhân duyên thường vô thường vân vân bất khả đắc, tuyên thuyết đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên thường vô thường vân vân cũng bất khả đắc, tuyên thuyết vô minh thường vô thường vân vân bất khả đắc, tuyên thuyết hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử thường vô thường vân vân cũng bất khả đắc, tuyên thuyết ngã thường vô thường vân vân bất khả đắc, tuyên thuyết hữu tình mạng giả sanh giả dưỡng giả sĩ phu bổ đặc giả la người ý sanh thanh niên người biết người thấy thường vô thường vân vân cũng bất khả đắc, tuyên thuyết cõi dục thường vô thường vân vân bất khả đắc, tuyên thuyết cõi sắc vô sắc thường vô thường vân vân bất khả đắc, tuyên thuyết các pháp môn như vậy làm lợi ích lớn cho các hữu tình sau khi nhập niết bàn chánh pháp tượng pháp và xá lợi cũng làm lợi ích lớn cho các hữu tình. Thanh văn độc giác không có việc như vậy, cho nên chúng đại Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát thường làm lợi ích lớn cho các hữu tình. Do đây nên nói các Bồ Tát đối với nhị thừa kia là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng. Lúc bấy giờ Phật dạy A Nan Đà: Thầy nên thọ trì những gì Xá Lợi Tử đã thuyết. Chúng đại Bồ Tát mặc áo giáp đại nguyện đến đại Bồ Đề đầy đủ khéo léo thủ thắng ý muốn tăng thượng, tu hành bố thí ba la mật đa, xả bỏ pháp, xả bỏ tiền tài, không nhiễm không trước. Khi Đức Bạc Giả Phạm thuyết kinh này, cụ thọ Xá Lợi Tử, cụ thọ Mãn Từ Tử, cụ thọ A Nan Đà và các thanh văn chúng Bồ Tát cùng với thế gian trời rồng dược xoa kiện đạt phượng a tố lạc yết lộ trà khẩn nạ lạc mặc hô lạc giả nhân phi nhân vân vân, tất cả đại chúng nghe lời Phật